Xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Bên cạnh anh chị đó chính là cái lô xe Toyota Prado mới nhất vừa về đến thị trường Việt Nam. Và trong clip ngày hôm nay, chúng ta lại một lần nữa cập nhật bảng giá cũng như là tổng chi phí lăn bánh và các màu sắc của chiếc Prado model mới nhất năm 2022 vừa về đến thị trường Việt Nam. Sẵn xe đủ màu, giao ngay cũng như là giao rất sớm cho anh chị. Chi tiết là như thế nào? Kính mời quý anh chị hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Vậy là chính thức là Toyota Việt Nam đã đưa chiếc Prado model mới nhất năm 2022 vừa được nâng cấp ra thị trường Việt Nam với rất nhiều công nghệ cao cấp. Thì ở một cái clip khác thì Văn Hội cũng đã review cực kỳ là chi tiết rất nhiều màu sắc của xe rồi. Như anh chị có thể nhìn thấy ở bên cạnh, đó chính là một chiếc Prado màu đen thì được Toyota Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe sử dụng động cơ là 2.7, máy xăng, dẫn động 2 cầu toàn thời gian. Quá ấn tượng đúng không ạ? Với giá niêm yết là 2 tỷ 548 triệu đồng. Trong khi đó là những cái màu trắng ngọc trai cũng như là màu đen ánh ngọc trai sẽ có mức giá là 2 tỷ 559 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tính là tổng chi phí lăn bánh cho một chiếc Prado 2022 cũng như là những cái màu sắc mà chúng ta có thể lựa chọn để phù hợp với tuổi, phong thủy và bản mệnh của mình. Xin mời anh chị. Nào, anh chị có thể thấy ngay được không ạ? Đây là tổng quan ở phần phía đầu xe của chiếc Prado 2022. Với giá là 2 tỷ 548 triệu đồng cho một chiếc màu đen này, nếu mà lăn bánh ở một tỉnh, hiện nay thì xe nhập khẩu đang áp dụng mức thuế là 10%, thì chúng ta sẽ vui lòng là nộp thêm 254 triệu 800 ngàn đồng tiền thuế trước bạ nữa. Đúng không ạ? Vậy thì nó ra đâu đó là 2 tỷ 548 cộng với 2 tỷ cộng với 254 triệu thì khoảng 2 tỷ 8. Khoảng hơn 2 tỷ 8 một chút thôi. Còn lệ phí đường bộ, lệ phí đăng kiểm nữa mà. Thì chiếc Prado 2022 màu đen bản bên cạnh anh chị ở đây với hai tông màu nội thất tùy chọn, đó chính là nội thất màu kem cũng như một phiên bản nữa đó chính là nội thất màu đen, hơn 2 tỷ 8 thôi thì chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản rồi. Còn với những màu trắng ngọc trai hoặc đen ngọc trai thì chúng ta vui lòng cộng thêm 11 triệu đồng. Quá tuyệt vời, đó chính là lăn bánh ở tỉnh. Còn nếu Prado mà lăn bánh ở thành phố Hà Nội thì mức thuế sẽ áp dụng là 12% cộng với 20 triệu tiền biển số. Vậy đâu đó thì chúng ta lăn bánh cũng chưa đến 2 tỷ 9 đâu ạ. Cũng chỉ nhỉnh hơn 2 tỷ 8 một chút xíu mà thôi. Quá ấn tượng. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng vậy. Mức biển số là 20 triệu nhưng tiền thuế lại chỉ có 10% thôi thì chỉ cao hơn ở tỉnh. Đó chính là 20 triệu đồng. Thì chi tiết là như thế nào? Kính mời quý anh chị hàng hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Còn bây giờ nào, chúng ta đi ngắm nhìn một cái màu phải nói là nó rất hay luôn. Màu đen thì bên cạnh anh chị đây rồi. Anh chị đã nghe đến màu xanh đen bao giờ chưa ạ? Màu xanh đen nhá. Đây ạ, anh chị hãy ngắm cùng Văn Hội ạ. Đây đó chính là chiếc Prado màu xanh đen, nội thất đen luôn. Bên trong anh máy quay có thể cho mọi người nhìn thấy được rằng đây là nội thất màu đen, đúng không? Quá tuyệt vời. Màu xanh đen thì sẽ nhìn là như thế nào? Wow, quá tuyệt vời luôn. Đó chính là màu xanh đen anh chị nhá. Khá ấn tượng luôn. Về phần review thì Văn Hội đã nói rất sâu rồi. Cái lô xe này thì cũng sẽ giao rất sớm cho anh chị nhá, với rất nhiều màu sắc lựa chọn. Quý anh chị chỉ cần liên hệ hotline ở phía bên dưới, bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật được những cái chi tiết về video mới nhất của chiếc Prado năm 2022. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi vào tổng quan bên trong phần nội thất của xe để ngắm nhìn các tiện ích mới nhất. Còn ở phía bên ngoài thì Văn Hội cũng đã nói rồi đúng không ạ? Hệ thống Toyota Safety Sense này, camera 360 độ này, cảnh báo điểm mù trên gương, la-zăng 19 inch cũng như là 4 cảm biến cảnh báo va chạm trước.
rất nhiều điều tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào ngay bên phần nội thất xe. Đây là chính là phần phía đuôi phía sau của chiếc Palado màu xanh. Khá ấn tượng đúng không ạ? Rất sang trọng, rất lịch lãm. Logo Land Cruiser Palado được mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Ở bên trong xe thì nhà sản xuất còn trang bị lên đến 14 loa JBL cùng rất nhiều công nghệ hiện đại khác. Chúng ta sẽ ngồi vào bên trong ngay bây giờ. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện của chiếc Palado 2022. Đây là nội thất màu đen. Trên vô lăng chúng ta có phần vân gỗ này, khá ấn tượng luôn nhá. Chúng ta có gì nữa nào? Chúng ta có đèn pha tự động, đèn full LED luôn anh chị ơi, đèn full LED luôn. Gạt mưa cũng tự động, lấy chuyển số thể thao trên vô lăng, điều khiển thoại rảnh tay, kích hoạt giọng nói. Rất tuyệt vời, hệ thống Toyota Safety Sense cho khả năng lệch làn, tiền va chạm. Điều khiển cái màn hình này thì chúng ta có một cái hay, đó chính là cái km/h đã để bằng điện tử rồi. Hệ thống Cruise Control, giữ ga tự động theo hành trình. Rất tuyệt vời luôn. Và cái điều mơ ước nhất đây ạ, điều mơ ước nhất sẽ đến từ chiếc chìa khóa thông minh. Vậy là Toyota Palado 2022 đã trang bị chiếc chìa khóa thông minh kết hợp với cái hệ thống camera 360 độ cảnh báo cảm biến trước sau lên đến 8 mắt, rất tuyệt vời. Vừa rồi đó chính là cập nhật bảng giá mới nhất cũng như là tổng chi phí lăn bánh cho chiếc Toyota Palado model mới nhất năm 2022. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới, đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất cũng như là tổng chi phí lăn bánh. Sẵn xe, đủ màu giao ngay, phù hợp với từng tuổi phong thủy bản mệnh của anh chị. Cần tư vấn thêm, hãy liên hệ hotline. Một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý anh chị khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Xin chào!